Pha Phim Việt Nam phát hành bộ phim Chuyện về chàng Dượng. Xin man mong nhi lữ yêu lệ, nhất khí trong nhập chuyên số kỳ. Như lệ hoàn sâu sinh hội trung tham hiểm yên phê. Nhất man vai hồ ngôi sân nghệ, thôi hồi quan giật tích sân phê. Nghi nghi ngồi trong chim phố sân thâu sân đâu hề. Tâm mô thiên hiền kiến thai dương, đông phong sinh tiếp trợ dịch dương. Trời màn trời, tâm trung trung hữu lý tại trường. Niên qua, chờ chi si vui lên mộng khổ sở. Sunshine I'll be with you, in rainy days I shall be with you. Love is not full, dreams come true. Mong mong ngờ vui yêu ta vui, nguyện lời trong nạ biên tiên. Love is not full, dreams come true. Ba ơi, Dượng đây. Ba ở vũ trụ khỏe không? Mấy hôm trước con với má tới siêu thị để mua đồ. Con đã giúp má điền phiếu rút thưởng. Mỗi ngày má đều hy vọng sẽ trúng giải nhất. Ba nhất định phải phù hộ cho má trúng được căn nhà nghe. Ba ơi, ba nhất định phải phù hộ cho má đó. Phải ông Trung à, cái bong bóng của Đinh Thường Dượng thả hôm qua. Tôi không rút được cũng không sao, tức nhất là phiếu thằng Dượng điền tên con Phụng trúng đó, giúp nhà bên kia tự nhiên trúng giải an ủi có tức hay không chứ. Alo, Thủy Ký đây. Chị Liên, điện thoại. Alo, tôi đây. Hả? Có thật không? Hả? Có phải thật không? Chuyện gì vậy hả? Họ nói việc rút thưởng ở siêu thị có phản ứng tốt nên rút thêm lần nữa. Đã rút được tên của tôi trúng giải nhất rồi. Hả? À, không vậy, giải nhất là một căn nhà lận đó. Hả? Alo, anh cho hỏi dễ nhất có phải là căn nhà hay không vậy? Phải đó, họ nói là phải đó, là căn nhà Động Đình Hiên. Chà, ven này tôi và thằng Dượng đỡ nhà lớn nuôi chó bẹt rê rồi. Bởi vậy mới nói thế giới này có công bằng không? Dạo này cứ liên tục trúng thưởng, bây giờ còn trúng căn nhà nữa. Còn nói nữa, cùng lắm chút chỉ lỗ mấy chục đồng, còn tôi không chừng lỗ 27 năm tuổi xuân luôn. Tuổi xuân anh đáng giá lắm sao? Anh có biết Động Đình Hiên là nhà ở cao cấp mà Trung Thị đầu tư rất là lớn không? Nè, cậu nói Động Đình Hiên là của công ty nào? Của Trung Thị. Đồ của họ Trung tôi sẽ không lấy đâu. Ông này cũng xấu xa thiệt á. Thì ra những thứ này đều do ông đại lý. Ông làm bộ mượn giải thưởng này tặng cho chị. Xong rồi á, đợi chị xài thời gian cũ rồi, ông sẽ tính lại với chị. Tất cả cũng tại anh hết đó. Hôm nay tôi nói người đi sau lưng tôi đêm đó là ổng mà anh lại một mực nói không phải. Thật sự lâu nay ổng ở trong tối tôi ngoài sáng. Chuyện của hai mẹ con tôi ổng đã biết rất rõ ràng rồi, ổng có biết hay không? Chị đừng nóng giận, bây giờ vẫn chưa muộn. Căn nhà đó chị chưa có nhận mà, phải không?
Má ơi, sao má đổ rác sớm quá vậy? Ê, xe điều khiển của con. Ê, nè, không được lúc. Má ơi, đây là quà tặng của con, sao má đem đi bỏ hết vậy? Mấy thứ này đều không xài được, theo má về nha. Ê, xe điều khiển của con mà. Nè, Dưỡng à, nếu con lượm lại bất cứ một thứ gì thì sau này đừng gọi má là má nữa. Thấy chưa, đó là má con giận rồi kìa. Xe điều khiển, làm sao lấy đây? Xe điều khiển, chứ đúng rác gì? Không hiểu tại sao má lại giận dữ đem số quà tặng bỏ hết trơn luôn, còn bỏ luôn xe điều khiển của anh nữa. Có phải anh làm má giận hay không? Không có, anh vừa về tới thì má đem đồ bỏ hết, không có cho anh lượm lại. Nói anh mà lượm lại, không cho anh gọi bằng má nữa, làm sao đây giờ bé nhỏ? Vậy hả? Hay là anh lượm lại rồi để nhà của em, vậy má anh sẽ không có biết? Cũng được đó. Nè, giờ bé nhỏ à, em lượm giùm anh đi. Em lượm? Phải đó, nếu anh mà lượm thì anh không thể tiếp tục gọi má nữa. Em lượm giùm anh đi, mau lượm đi, mau đi. Ê, còn nữa cái điều khiển nữa kìa. Đi thôi. Nè, đồ xếp hết rồi, con tự để vào tủ áo đi, đừng làm lộn xộn đó nha. Dạ con biết rồi má. Sao tiếng con kỳ cục vậy hả? Có phải con không được khỏe không? Thôi khuya rồi, đừng coi tivi nữa, vô phòng ngủ đi con. Ngủ ngon nghe má. Làm trò nghịch hoài. Chuyện gì vậy anh Dương? Chờ bé nhỏ ơi, anh không có lấy chiếc xe đâu. Em đem bỏ thùng rác giùm anh đi nha. Có phải vì Liên biết em giấu chiếc xe giùm anh hay không? Không phải đâu, anh thấy sợ quá. Anh sợ mỗi lần gọi má thì tim của anh nó đập thình thịch. Thật sự anh sợ sau khi má anh biết chuyện rồi sẽ không cho anh gọi bằng má nữa. Anh không lấy chiếc xe đâu. Em bỏ chiếc xe vô thùng rác giùm anh đi nha. Má của anh cũng làm em thấy phát sợ luôn. Sáng mai em sẽ bỏ chiếc xe vào thùng rác giùm anh. Vậy được rồi. Vậy anh yên tâm gọi má ơi. Má ơi. Dạ bé nhỏ, em có nghe không vậy? Em có thấy phát sợ không vậy? Hết trời. Dưỡng à, nói theo má nha con. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Dương à, hồi nãy con nói gì? Con nói lại một lần nữa đi. Mèo mèo. Phải rồi, con nói một lần nữa đi. Mèo mèo. Con gọi má đi. Má ơi. Má ơi. Phải rồi, con giỏi quá. Mình là má của thằng Dương. Thành Dưỡng chỉ có người mẹ này thôi. Bà Đinh à, bà cứ tham quan tự nhiên. Nè, đây là căn nhà bà trúng thưởng. Mọi việc sửa chữa đều bao hết. Điện nước đều có đủ, với lại phí quản lý miễn phí. Bà coi có gì không hài lòng không? Tôi không hài lòng. 6-7 ngàn mét vuông cũng không tới. Nhìn nhà tắm kìa. Chà, vô tắm là nhìn thấy hết trơn. Lại không có giường trước, giường sau. Hồ tắm của tòa nhà cũng không phải hồ đạt tiêu chuẩn. Trần nhà thì không cao, treo đèn thủy tinh dài mấy lớp cũng không được. Tôi muốn đổi căn khác. Vậy tôi sẽ hỏi lại ông chủ của tôi. Xin lỗi nha bà Đinh, phi bà đợi một lát. Dạ, biết rồi. Biết rồi. Bộ việc sẽ làm theo ý của bà Đinh. Dạ. Trung Cẩm Vinh, tôi biết là ông. Đừng sai nhân viên của ông đến gạt tôi nữa. Tôi muốn gặp ông.
phải, con nó lúc mấy tuổi tử tuệ biết gọi ba. Ông không có tư cách hỏi vấn đề này. Con trai tôi họ Đinh, không liên quan gì đến ông. Trước đây bà bất thình lình không nói tiếng nào dắt con bỏ đi, hai mươi mấy năm nay không có tin tức gì. Bây giờ tên của con cũng đổi luôn, tại sao bà lại làm như vậy? Chính ông đã ép buộc tôi. Ông còn nhớ chuyện 27 năm trước ở công viên hay không? Anh Vinh, lâu quá không gặp. Anh Trần, sao đúng lúc vậy? Tử tuệ, đứng lên. Ý, con trai của anh hả? Không phải, con nhà kế bên tôi giữ giùm cho người ta thôi. Cảm ơn nha anh Vinh, anh đã giữ con giùm tôi. Tử tuệ, chúng ta về. Thằng Dượng là con của tôi và ông. Ông tệ đến nỗi con mình cũng không nhận. Ông nghĩ coi tôi có đau lòng không? Lúc bây giờ tôi thật lòng không thể chấp nhận được Tử tuệ, tôi có lỗi. Nhưng tôi chỉ nói sai có một câu thôi mà. Một câu nói thật lòng là đã đủ rồi. Lúc đó ông cũng kêu tôi sanh cho ông một đứa con nữa. Rõ ràng là ông không thể chấp nhận thằng Dượng. Lúc đó thằng Dượng còn nhỏ không biết chuyện. Nếu nó lớn một chút, biết mình có người cha đã chê nó, đến lúc đó nó hỏi tôi, ông kêu người mẹ này phải nói làm sao với con của mình đây? Tôi còn biết nói sao với bà. Lúc đó chúng ta nghèo, bà đầu dành hết tâm huyết lo cho Tử tuệ. Một hai không chịu sinh thêm một đứa cho tôi. Mà nghĩ coi, nếu chúng ta có thêm một đứa con, thêm không cần đặt hết mọi hy vọng vào Tử tuệ. Đối với nó, với tôi và bà cũng đều tốt. Nếu tôi thật sự sinh thêm cho ông một đứa con, ông có dám chắc mình không thiên vị thương đứa nhỏ và có công bằng với thằng Dưỡng không? Bà nói không sinh là không sinh, vậy công bằng với tôi sao? Vậy ông muốn phản bội tôi tìm người đàn bà khác sinh, vậy có công bằng với tôi hay không? Lần trước anh nói là có một cô gái đại lục chịu sinh con giùm cho người ta, anh giới thiệu được không? Nè, quan trọng là không có phiền phức gì sao? Lấy con chứ không lấy người mẹ. Ở tiền nó thì không thành vấn đề. Tôi dắt thằng Dưỡng đi là xong, không phiền ông kiếm đứa con khác. Tôi chỉ nói đùa với người bạn thôi, chứ tôi đâu có làm thiệt đâu mà bà nói. Nhưng rốt cuộc ông cũng có đứa con khác. Sau khi bà bỏ đi, tôi có đi tìm bà. Bạn bè của bà số thì nói bà về đại lục, số thì nói bà đi đâu đó. Tôi phải tìm mẹ con bà suốt 6 năm trời tôi mới cưới vợ khác. Ông đừng nói nhiều nữa. Tóm lại là nếu ông thật sự không chê thằng Dượng thì đến hôm nay ông vẫn có thể nhìn nhận lại nó mà. Ông công khai thừa nhận thằng Dượng là con của Chung Cẩm Vinh thì coi như chuyện trước đây là lỗi của tôi, vậy được chưa? Vậy thì phải rồi. Chứng tỏ năm xưa và hiện nay ông vẫn chê thằng Dượng. Ông thừa biết mẹ con tôi đang sống ở Tường Dượng Độn thì ông lén lút đi sau lưng tôi, còn bày chuyện rút thưởng trúng cái này trúng cái kia nữa, nhưng lại không chịu đứng ra nhận mẹ con tôi. Ông còn gì để nói? Ông nói đi chứ. Không phải tôi không muốn nhận lại mẹ con bà, vì bây giờ tôi có một gia đình, tôi phải nghĩ đến cảm nhận của con tôi và người vợ hiện nay chứ. Còn cảm nhận của thằng Dượng thì ông không nghĩ tới sao? Tôi cũng có gia đình của mình, tôi không muốn nó biết nó có người cha từ chối nó. Sau này ông đừng quấy rầy chúng tôi nữa, nếu không buộc tôi phải dẫn nó rời khỏi Hồng Kông. Hai mươi mấy năm nay tính tình bà không thay đổi chút nào, bà vẫn cố chấp, vẫn tuyệt tình. Vì đứa con, tuyệt tình đến mấy tôi cũng làm được. Xem ra giữa tôi và ông, ngoài món nợ cũ, không còn gì để nói nữa. Liên à, tôi đưa bà về. Thôi khỏi, mất công bạn bè ông nhìn thấy rồi hỏi ông, không lẽ ông lại nói giữ vợ giùm người ta sao? Trời ơi, chị Liên này không biết đi đâu nữa, không chịu mở điện thoại. Ê, chú Thụy ơi, mì ăn liền xào trứng ăn được chưa? Trời ơi, chết. Trời ơi, sao con mở to con mắt đứng nhìn vậy? Thấy lửa lớn tắt giùm chứ, khét hết trơn rồi. Chú chỉ dặn con coi chừng lửa thôi chứ đâu có dặn con tắt lửa. Cũng may chưa có khét lắm, vẫn còn ăn được. Con mì cứng dữ trời. Cứng vậy mới ngon đó, con không biết gì hết. Chú nói là có canh uống mà. Con đem cái này ra đi, chú bút canh cho. Lấy nguyên cái chảo ra ăn luôn hả? Khoan đã, còn hai cái nĩa đem ra giùm luôn đi. Nè, hôm nay con có lộc ăn đó, canh mấy hôm trước uống dư còn ở đây nè. Sao chú không chịu hâm lại vậy? Trời ơi, bởi vậy chú mới nói con. Đem hâm nóng á, sẽ hao ga tốn công. Hâm nóng xong á, rồi còn phải lượt mở ra nữa. Bây giờ chú dạy con đạo lý làm đàn ông. Trước tiên á, con cầm ống hút này chọt vào xuyên qua lớp mở, uống ở lớp dưới, vậy là được rồi. Con thử đi.
sao? Trước giờ má không cho con uống canh lạnh đâu chú ơi. Giờ con lớn rồi, phải biết tự chăm sóc mình, đừng có hở hơn chút là má lúc nào cũng gọi má. Ê, không biết má con bỏ đi đâu rồi. Chú Thụy à, ba hồi chú cấm con, bốn hồi hỏi má đi đâu. Dượng à, Dượng. Ê, má, má về rồi hả? Ờ, má về rồi. Ý chú Thụy đâu con? Chú Thụy vô nhà vệ sinh đọc sách rồi. Trời ơi, sao tay con nhiều màu quá vậy? Ờ, con thấy mấy cô gái trong sách của chú Thụy không có mặc đồ. Con sợ họ lạnh cho nên vẽ cái áo cho họ mặc đó má. Ê, chị Lê mới về hả? Sao anh kỳ cục vậy? Sách đó mà cũng để bừa bãi, còn để thằng Dượng nó nhìn thấy nữa. Trời ơi, bản tuyệt tác của tôi tiêu hết rồi. Có cần tôi đền cho anh không? Vậy thì không cần, nhưng mà vẽ cái áo lên nhìn cũng rất hay ha. Chú Thụy à, con thấy dưới gầm giường của chú còn... Ê, nè, thôi khỏi mà, trời ơi. Dượng à, Dượng, thôi rửa tay đi con. Quan trọng là rửa mắt luôn nha con. Ờ, đi thôi. Tại sao phải rửa mắt luôn vậy má? Chịu làm đi. Trời ơi, dặn con làm, con không chịu làm, không dặn làm đầy đủ. Rửa từ từ thôi, để chú có thời gian giải thích với má của con. Dạ. À, chị à. Tất cả cũng tại đàn ông mấy người đó. Không có người nào đáng tin cậy. Nếu tôi không đi tính sổ với người đàn ông đầu tiên không đáng tin cậy, thì khỏi giao thằng Dượng cho người đàn ông thứ hai không đáng tin cậy. Chị đi tìm gã họ chung đó hả? Phải rồi, đến nói rõ với ổng đó. Kêu ổng sau này đừng quấy rầy mẹ con tôi nữa. Ông nói sao? Ổng cũng mong vậy mà. Thật ra ổng không có ý nhìn lại thằng Dượng. Tặng đồ cho chúng tôi vì không muốn lương tâm bị rai rứt mà thôi. Vậy cũng tốt. Chị khỏi lo thằng Dượng tiếp tục làm việc ở chỗ ổng phải không? Anh điên hả? Dĩ nhiên tôi sẽ không cho thằng Dượng đến chung thị rồi. Tuy rằng ổng nói là không nhận, nhưng mấy chuyện này khó nói lắm. Nhưng tôi không có nghĩ như vậy. Tôi không cần biết anh nghĩ sao. Đó, trong đầu óc của anh nó chỉ nghĩ đến cái thứ này thôi à. Dượng à, Dượng. Con chào má. Con. Chà, sao ngoan quá sáng sớm dậy vậy con? Hôm nay con có thể đến tổng công ty làm việc nè. Con rất vui có thể đi với vợ bé nhỏ nữa. Con đừng đi làm nữa con. Má ơi, má nói gì vậy? Má kêu con đừng đi làm nữa. Sao kỳ vậy? Đừng làm ở chung thị nữa. Tại sao lại đừng làm á? Má không muốn con gặp kẻ xấu xa, không muốn con chịu ân huệ của kẻ xấu xa. Ân huệ của kẻ xấu xa là sao? Trời ơi, con đừng có hỏi nhiều nữa. Nè, tóm lại má nói không được là không được. Má ơi, má không nói lý lẽ gì hết. Con không nghe lời má phải không? Theo má ra tiệm chè đi ha. Con không đi đâu, con muốn đi làm. Ha, vậy đi, con ở nhà. Khi nào con hứa với má không đi làm, má sẽ về đón con. Con phải đi làm đây. Má ơi, sao má khóa cửa lại vậy má? Có phải con theo má ra tiệm chè không? Không phải, con nhất định phải đi làm à. Nè, má nói là không được. Con hứa với má không đi làm thì má sẽ về đón con. Má ơi, má ơi, má đừng nhốt con lại. Má ơi, má, má cho con đi làm đi. Má nói làm người phải có trách nhiệm mà. Má Dượng à, nguy hiểm lắm, con leo vô đi con. Con đừng có làm cho má sợ mà. Má ơi, leo má vô đi con. Mở cửa cho Dượng. Con đi, con phải đi làm. Nguy hiểm lắm, leo vô đi con, leo vô đi. Trời ơi, chuyện gì vậy? Trời ơi, chuyện gì vậy chị? Trời ơi, Dượng con làm gì vậy? Con đang làm gì vậy? Trời ơi, nó làm gì vậy? Má sẽ mở cửa cho con vô, con leo vô đi. Trời ơi, Dượng ơi, Dượng. Dượng à. Má. Dượng. Má ơi, má cho con đi làm đi. Con làm má sợ quá à. Thôi được rồi, được rồi. Bây giờ không có gì thì thôi. Thôi đi ha. Nè, rửa tay sạch sẽ đi. Hồi nãy mà con làm người bay lên không, má con phải làm sao đây? Nè, con làm má con khóc rồi kìa. Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm nữa, có biết chưa? Con làm cho má giận là con không đúng rồi. Sau này con không làm vậy nữa đâu. Con xin lỗi nha.
còn ngoan ngoãn ở đây nha. Chú ra coi má con như thế nào. Hồi nãy tôi sợ muốn đứng tim vậy đó. Nếu thằng Dương mà nó có chuyện gì, tôi cũng không muốn sống nữa. Chị Liên, tôi biết chị làm gì cũng muốn tốt cho nó, nhưng bây giờ nó đã ra ngoài làm việc, có cảm giác thỏa mãn, có cách nghĩ riêng của mình. Lúc nào chị cũng dồn ép nó, sức phản kháng của nó càng mạnh. Có phải chị muốn ép nó có những hành vi bất thường hay không? Lúc nào tôi cũng cầu trời khẩn Phật, mong cho nó mau trưởng thành, để nó học tự lập. Đến khi nó thật sự ra ngoài làm việc thì tôi lại sợ nó càng đi càng xa. Suy nghĩ lại, bản thân tôi cũng mâu thuẫn lắm. Chị thường xuyên bảo vệ nó, không cho nó rời khỏi chị nửa bước. Nếu chị thật lòng muốn nó trưởng thành thì chị phải để nó học cách đối mặt với thế giới này mới được. Tôi không phản đối nó ra ngoài học hỏi, nhưng mà tôi không muốn nó mang ân huệ của ông ta. Ta chỉ nhầm lẫn rồi. Nó vào chung thị không phải là ông ta mướn nó, mà là nó dựa vào thành tích mà mình giành được. Bây giờ nó có chút thành tích thì chỉ làm cho nó sụp đổ. Tôi không muốn nó làm việc ở chung thị mà. Nó làm việc ở chung thị thì chỉ sợ nó biết nó có người cha xấu xa. Nó không vào chung thị, bị người khác bắt nạt thì chị tính làm sao đây? Làm việc ở chung thị lỡ có chuyện gì ba nó không có hại nó đâu. Có lẽ là anh nói đúng đó. Có những chuyện chèn ép dữ quá thì càng phản tác dụng. Thằng Dương nó 30 tuổi rồi, nó thích làm gì chỉ cần không phải chuyện xấu nên để nó tự do phát triển. Suy cho cùng, tôi chỉ muốn thằng Dương nó vui thôi. À Dương à, nè, lát nữa đến công ty, việc đầu tiên là đem hộp cơm trưa này để vào cơm lạnh của công ty nha, nhớ đó. Nè, bây giờ trời nóng nực, cơm dễ bị thiêu lắm con à. Nếu như trời mưa ngay lúc tan sở thì có cái giường để trong ba lô nè, nhớ chưa? À chưa hết, khi đến công ty và trước khi tan sở, con nhớ gọi điện đến tiệm chè cho má, có nhớ không con? Con với vợ bé nhỏ làm chung công ty, má đừng có lo nữa mà, được không? Chính vì vậy má mới lo đó. À chú Sầu Lan, chú Sầu Lan. À, xin chào, xin chào. Chào chú, chào chú. À chào. Ê, người đẹp ghế hư rồi, đừng có ngồi còn phía sau dùng đi ha. Khi đến công ty, con nhớ gọi điện về tiệm chè cho má biết. À, con nói cho má biết số điện thoại con của con là số mấy. Con có biết điện thoại con là gì không? À, tức là số điện thoại chuyên dụng của anh ở trung thị đó. Dạ biết rồi. Con chào chú Sầu Lan. Nè, à Dưỡng, Dưỡng à, thắt dây an toàn nha con. Con thắt rồi mà. Anh Long à, đừng chạy nhanh quá nha. Tốt nhất chị đừng có nói nữa, trễ chuyến xe rồi, tôi có muốn phóng nhanh cũng không được. Phải đó, chuyến xe đi, phải giờ đi, trễ giờ rồi. Trễ quá. À, phiền phức quá đi à. Nhìn thấy cái bên này tấm bảng không được quẹo phải, anh có thấy không? À. Nè anh nhớ nha, qua khỏi tấm bảng đó ba ngã tư nữa là tới công ty, cho nên lúc đi xe anh phải tập trung tinh thần, có biết hay không gì? Không cần phiền phức quá đâu, mỗi ngày vợ bé nhỏ cùng anh đón xe đi làm, anh không cần nhớ cũng được mà. Sao anh có thể như vậy được? Anh nói là phải làm người có ích mà, sao lại có thể ỷ lại người khác? Hôm nay anh có công việc này cũng nhờ anh chăm chỉ thôi, chỉ cần có lòng tin ước mơ sẽ thành hiện thực. Cho nên anh phải kiên trì tới cùng để sau này có thể vượt qua khỏi khu nghèo này. Vượt ra vũ trụ, chúng ta cùng nhau. Hey, quả bi lớn như con cũng có thể làm việc ở chung thị là kỳ tích. Kỳ tích đó. Dạ phải, cũng có thể làm việc với vợ bé nhỏ, con cảm thấy là kỳ tích rồi. Nè Dưỡng à, lát nữa tới công ty làm việc con đừng bao giờ gọi Phụng là vợ bé nhỏ nghe. Sao kỳ vậy? Tóm lại con không cần biết. Có phải con muốn Phụng bị người ta cười thúi đầu không? Hả? Bộ gọi vợ bé nhỏ sẽ bị người ta cười thúi đầu sao? Vậy sẽ trở thành người thúi đầu rồi. Anh Dương, ra ngoài làm việc phải phân rõ công tư. Công là công, tư là tư. Ngoài giờ làm việc, anh có thể gọi em là vợ bé nhỏ. Nhưng trong công ty, anh hãy gọi em là cô Phụng nha.
Hả? Gọi em là cô Phụng á hả? Vậy còn anh là anh Dưỡng á hả? Đi thôi anh Dưỡng, mau lên. Chà. Đi thôi. Theo em qua đi. Điện thoại kêu kìa. Là quá tải đó. Vợ vợ của sếp đang đợi ở trển phải không? Chúng ta đi chuyến thăm sau đi ha. Anh có nhớ em dặn là phải phân rõ công ty không? Anh nhớ. Gọi cô Phụng phải không? Này có tan rồi. Cô Phụng mà sao mà gấp gáp dữ à? Sáng nay em phải nộp tài liệu cho sếp của em. Em phải về văn phòng chuẩn bị mọi thứ, không cho ổng cơ hội trả thù riêng đâu. Nè anh Dược, tầng này là khu nhân sự, anh đi tìm viện nhanh đi. Ê, tiếng gì vậy, tiếng gì vậy? Thật cái bên bị hư rồi. Cũng may hồi nãy quá tải không có bước vào. Tức là thang hồi nãy chúng ta bước vào. May quá, nếu em mà trễ giờ thì sếp em sẽ trả thù riêng nữa rồi. Mau đi đi. Xin chào sếp. Chào anh Richard. Vào đi. Kế hoạch game điện tử tôi đã làm xong. Mọi tài liệu đã chuẩn bị hết rồi. Tôi có thể trình bày bất cứ lúc nào. Tốt. Tất cả để trên bàn. Lát nữa tôi sẽ coi. Kế hoạch này do một tay tôi phụ trách. Tôi nghĩ tôi trình bày sẽ tốt hơn. Tôi nói lát nữa tôi sẽ coi rồi mà. Không biết khi nào công ty sẽ quyết định sử dụng kế hoạch này của tôi. Tôi đã nói đây là cơ mà của công ty. Sao còn hỏi nữa? Vậy tôi ra ngoài làm việc nha. Khoan đã. Những chuyện về kế hoạch này cô có nói với ai không? Cơ mà của công ty dĩ nhiên tôi sẽ không nói bừa bãi rồi. Tốt lắm. Rót giùm tôi ly cà phê nóng. Tiện tay đóng cửa lại. Mua một tặng một đó, từ khoai đi đã nè. Đã mua rồi. Mới đây mua rồi sao? Có thật không vậy? Em chào mấy chị, hôm nay em đến đây lấy địa cầu. Em nói gì được coi, được không? Chị bên phòng nhân sự kêu em đến phòng tạp vụ lấy cái quả địa cầu á. Thì ra là anh chàng khùng. Em không có khùng mà. Má nói dạng như em là dạng thật thà. Má của tôi cũng nói là tôi đẹp nè. Má tôi cũng nói tôi, nói tôi khỏi sợ ế chồng. Anh nói anh không phải là chàng khùng. Chị tôi ra câu IQ này thử anh nhé. Cũng được. Anh nghe ha. Lấy 1 không lấy 2, lấy 3 không lấy 4, lấy đồng không lấy tì. Cho anh đoán một chữ đó. Lấy 1 không lấy 2. Đếm gì vậy, nghĩ ra chưa? Nghĩ ra chưa vậy? Thì ra khùng cũng biết suy nghĩ. Tôi nói là anh không có khùng. Là thật thà. Chị Quân sao chị ở đây vậy? Anh nhìn em nè. Bây giờ bụng mang dạ chữa suốt ngày đi ngoài đường đâu có tiện đâu. Cho nên công ty điều em đến phòng tập vụ để làm đó. Còn anh, tại sao lại ở đây? Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ làm địa cầu ở tổng công ty này á. Thật không? Dạ thật. Sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt rồi. Chúng ta đi ăn món Pháp nha. Ăn trưa mà có ăn món Pháp nữa hả? Tiệm ăn Pháp này bán rẻ lắm. Cùng lắm thì em mời chị được chứ. Sao rồi anh Dương, anh không sao chứ? Sao anh lăn qua lăn lại vậy? Lưng của anh nó ngứa quá trời luôn. Anh đứng lên đi. Bây giờ vừa ngứa vừa chóng mặt.
Kỳ, em không sao chứ? Không sao. Chị không đi ăn cơm, chị phải lo cho ảnh mới được. Ngứa quá trời luôn à. Anh Dượng, đừng có nghiêng qua nghiêng lại nữa, ngoan đi mà. Có vợ bé nhỏ sức dầu giùm anh hết ngứa rồi. Lần sau tới bên ngoài nóng quá thì vào đại sảnh hưởng máy lạnh một chút. Nắng độc lắm, coi chừng bệnh luôn đó. Hả? Vậy tức là làm biến rồi, không được không? Anh Trung, anh Tống. Em chào anh. Thật ra chúng tôi xuống đây rót ly cà phê thôi. Cũng tới giờ cơm trưa rồi, uống cà phê làm gì hả? Hai người tiếp tục đi. Đừng nghĩ về cơm trưa văn phòng không có ai thì có thể làm bừa. Chuyện cá nhân bao giờ cũng không nên làm ở công ty. Hả? Ý của ông có phải nói chúng ta không có phần công tư hay không? Sao mọi khi lại không thấy anh giỏi như vậy? Anh đâu có giỏi đâu. Anh Dương à, đứng đây đợi em nha. Nè, muốn ăn gì? Cậu làm chủ đi. Dạ, món vịt đi, con thích đó. Ăn món vịt cũng được. Anh Trung à, có chuyện gì? Tôi có một đề nghị nhỏ, hy vọng anh có thể giúp cho tôi. Cô nói đi. Người đó tên là Dương, ảnh là bạn của tôi. Là bạn hả? Vậy cô cũng tốt với bạn cô quá ha. Cô nói tiếp đi. Thật ra anh phụ trách việc làm địa cầu trước cửa trung thị, nhưng vì đầu óc của ảnh không có được linh hoạt lắm, hơn nữa cũng không biết biến đổi, đứng chưa được nửa ngày thì người ảnh nổi đầy sẩy rồi. Tôi không biết anh có thể xem xét điều ảnh qua phòng tập dù phụ giúp không. Không thành vấn đề. Cảm ơn anh và anh Trung. Cảm ơn. Tôi sẽ đi nói cho bạn của tôi biết. Cảm ơn. Cô đi người đó qua phòng tập dù thật hả? Nó khờ như vậy có làm nổi không? Cậu à, cậu đã nói ảnh là ân nhân cứu mạng trời ơi của cậu, con chỉ thích đức giùm cậu thôi. Thích đức giùm cậu? Cậu nghĩ con gì cổ thì đúng hơn. Thời buổi này người có tình có nghĩa hiếm có lắm. Đi ăn món vịt đi. Có tình có nghĩa ha. Quý vị khán thính giả, giờ lại đến tiết mục của Tàn Hạo Nhất Linh, thí sinh thứ hai hôm nay. Alo, cô Kelly phải không? Dạ phải. Bài dự thi hôm nay của cô hình như là Bình Minh Đừng Đến phải không? Dạ phải, dạ phải. Được rồi, đừng chậm trễ nữa. Chúng ta cùng thưởng thức bài Bình Minh Đừng Đến do cô Kenny trình bày. Ngày mình chánh mình phát yêu lo Châu yên mộng hoàn cám mạng Nguyên nhân chuyên cho chị Hảo, chị hát còn hay hơn cái chị ở trong radio hát rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều. Đừng nói lớn tiếng quá, người ta nghe được sẽ cười tôi đó. Chị hát rất là hay, ai mà dám cười chị. Bình minh đừng đến là khắc họa của tôi. Chỉ cần trời không sáng thì sẽ không có ai nhìn thấy mặt của tôi. Chị vẫn sợ người ta nhìn thấy khuôn mặt của chị hả? Tóm lại anh đừng có nói với ai là tôi biết hát mà còn hát rất hay nữa. Ý, sao hôm nay ăn mặc đẹp vậy? Đi dự tiệc hả? Có phải rất đẹp không? Là vợ bé nhỏ mua cho em đó. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai hả, em sẽ là trợ lý văn phòng của phòng tạp vụ. Hả? Anh làm ở văn phòng? Ừ. Vậy thì tốt rồi, sao lại anh khỏi đứng ở ngoài đường làm địa cầu giải nắng dầm mưa nữa. Dạ phải, anh Tân còn nói làm việc ở trong văn phòng cao sang hơn nhiều. Không ngờ anh cũng có thể làm việc trong văn phòng. Dạ bé nhỏ nói chỉ cần phấn đấu, ước mơ sẽ thành hiện thực. Chị Hảo ơi, hay là chị gọi điện tới đài phát thanh tham gia thi hát đi được không? Ai nói ước mơ của tôi làm ca sĩ chứ? Anh coi tôi có được không? Được, chỉ gọi điện tới đài phát thanh thi là được rồi, không có gì đâu. Anh lại ngây thơ nữa rồi, không ai thèm nói vậy. Cảm ơn nha anh Tuấn, anh hát rất hay. Nhưng tiếng phổ thông của anh ráng luyện thêm,
Nếu người nào tự cho mình hát hay hơn các thí sinh vừa rồi thì hãy mau gọi đến số 233-52335 tham gia tàn hảo nhất định. Các thí sinh đêm nay quả là ngang tài ngang sức, chưa đến phút cuối cùng cũng không biết chiến thắng thuộc về ai. Không biết thí sinh cuối cùng trong đêm nay có thể đánh bại các đối thủ để trở thành quán quân trong đêm nay không? Được rồi, lập tức gọi cho thí sinh cuối cùng. Bài dự thi thí sinh này điện thoại của chị nè, chị nghe đi. Điện thoại nè, nghe. Alo. Nhất định Tàn Hạo gọi cho cô đây. Nhất định Tàn Hạo, tôi đâu có đăng ký. Cô là Mỹ Lệ phải không? Anh nói tôi tên gì? Cô Mỹ Lệ đó. Mỹ Lệ đó. Tôi tên Mỹ Lệ. Rồi bây giờ đến lượt cô hát đó. Hả? Bây giờ hát? Không được. Liệt mục đang phát sóng đó. Đang phát sóng sao? Hát đi hát đi. Chị hát bài này rất là hay mà. Hát đi hát đi mà. Cô Mỹ Lệ trên bài. Bác yêu rồi dẫu yêu mong hoàn cơm mà quên yêu chuyện cho mong chỉ hắn thích gia tìm thân buồn thiên sang tiếp thể thân ngon mênh mênh khi nghe cho ngon chính mình mời mẹ ba rồi bắt yêu tìm cho lo màn bóng tô mơ ngó phần say ngô vì chính không biết là lần tiên. À, cô gái này hát hay quá ha. Cô hát rất truyền cảm, đúng là bộc lộ được tình thật. Tại sao lại làm như vậy? Em muốn chị hát thôi mà. Tôi hỏi anh, tại sao tên khác anh không chịu đặt, lại đặt cho tôi cái tên Mỹ Lệ hả? Chú Quỳ nói hả, chú đặt tên cho chị là Lý Chiêu Hảo, là muốn mỗi ngày chị cười nhiều chút thì thế giới sẽ tươi đẹp hơn, nên em mới nói với họ chị tên là Mỹ Lệ mà. Bộ cười nhiều một chút thì sẽ tươi đẹp hơn sao? Dượng. Chào bác. Nghe Tử Thông nói hôm nay con đến trình diện. Dạ. Điều đến phòng tập vụ ở môi trường mới có sợ không? Hơi sợ một chút, nhưng mà cũng may có cô gái đó là chị Quân ở phòng tập vụ á. Hồi trước chỉ ở tường dựng độn, chỉ ở đó con không có sợ. Có người quen ở đó thì cũng đỡ. Là phải phòng nhân sự ở đâu con có biết không? Dạ, con đã tới đó rồi. À phải. Nè, đây là danh thiếp của bác, trong này có số điện thoại trực tuyến của bác, có gì không hiểu con cứ gọi cho bác ha. Dạ, con biết rồi. Bác ơi, em bác tốt với con quá. Được rồi, bây giờ con đến phòng nhân sự. Dạ. Tóm lại các khâu lớn nhỏ trong công ty đều nhờ vào phòng tạp vụ của chúng ta trợ giúp. Ngoài việc chuyển gửi hồ sơ giùm họ, việc nặng như là khiêng bàn khiêng ghế, chuyện nhỏ để cắt bóng đèn chúng ta cũng phải làm giùm họ. Khiêng bàn khiêng ghế, thay bóng đèn hả? Vậy đâu có khác nào hãng Thông Đạt ở dưới nhà của em đâu. Tôi thấy anh Dượng nói rất là đúng. Công việc của chúng ta cũng tự như các công trình điện nước vậy. Nhưng chúng ta không có chuyên nghiệp bằng họ. Sao hết xí muội rồi? Mới đây đã ăn hết. Không có xí muội ở bên mình, tôi sẽ thấy khó chịu lắm. Chị Quân à, chị không khỏe, em sẽ gọi điện thoại kêu chồng chị tới nha. Thôi khỏi. Tôi đi vệ sinh. Không liên quan tới em mà. Sao lại tới tầng này? Thank you.
Anh Đẹp cô ạ, cô chưa bấm số, cô lên tầng mấy? Đi vệ sinh. Tôi đang mang thai mà. Mang thai dĩ nhiên là phải đi vệ sinh mãi thôi, đâu có gì lạ đâu. Nguyễn Quân à, không ngờ không gặp em một thời gian thì ra em đã có thai. Bộ đám cưới chúc mừng em. Bộ tôi thân với anh lắm sao? Bộ em còn nhớ. Không có. Thật sự là không có. Không có. Anh tới rồi. Tâm. Tâm. Thật ra mỗi lần vô tình nhắc tới cái mấy chữ như là chồng ba bạn trai thì cổ sẽ nổi điên lên như là hồi nãy vậy đó. Có phải chị Quân đã cãi nhau với chồng của chị không? Anh là tôi tức chết à. Nói bao nhiêu lần rồi, anh thật là đáng yêu đó anh Dương à. Đây là thời đại gì, chưa đám cưới đã có con là chuyện bình thường. Thế nhưng chỉ là người mẹ song thất thôi. Người mẹ song thất là sao? Vậy mà cũng không hiểu hả? Nè, từ trước đến nay đâu thấy người đàn ông nào gọi tới. Phải đó. Cái bụng của chị chắc chắn là bị người ta làm có thai rồi. Không có danh phận cũng không có tiền. Còn không phải là người mẹ song thất sao chứ? Hiểu người mẹ song thất là gì chưa? Sao mấy chị biết được? Tôi đi vệ sinh. Tôi cũng đi. Tôi cũng đi luôn. Chị Quân, chị đừng khóc. Chị đừng khóc mà chị Quân. Anh Dương, anh có gì chuyện em là người mẹ song thất mà coi thường em không? Thật ra em không có biết người mẹ song thất là cái gì. Em chỉ biết má chính là má. Yêu thương con cái của mình thì chính là người mẹ tốt rồi. Anh nói đúng. Chị Quân à, chị đừng có khóc nữa. Chị thích ăn xí muối em đi mua cho chị liền á. Nhưng mà anh lấy giấy vệ sinh cho em trước được không? Hồi nãy em đi vệ sinh đã quên lấy rồi. Em đi lấy giấy vệ sinh xong rồi đi mua xí muối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.